Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bất động sản Connect House. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời và mình có quay lại quận 2 để review một cái dự án của chủ đầu tư Hưng Thịnh. Đây là một cái dự án đất nền ngay cái khu đảo Kim Cương, bên cạnh khu căn hộ đảo Kim Cương. Mình đã đứng đối diện cái khu căn hộ đảo Kim Cương này các bạn. Rồi, thì cái dự án đất nền của mình nó nằm ngay kế cái căn hộ đảo Kim Cương luôn. Đó, đây này, mình đã đứng trước ngay cái dự án luôn các bạn. Đó là dự án Sài Gòn Mystery Villas. Rồi, hôm nay xin mời các bạn đi với mình một vòng xem thử là hiện tại cái dự án đất nền Sài Gòn Villas hiện tại dân đảm bảo nhiều chưa? Có nhiều căn biệt thự rất là đẹp. Thì hôm nay mình mời các bạn cùng nhau xem nha. Rồi, sorry các bạn nha. Hồi nãy mình đọc cái từ Sài Gòn Mystery Villas nó bị sai, lại đọc Villas. Các bạn thông cảm. Đối diện mình là con sông Sài Gòn này. Rồi, đây là vị trí trên bản đồ của Sài Gòn Mystery Villas. Nó nằm ngay kế Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức luôn các bạn. Ở trong này thì được quy hoạch rất là đẹp và bài bản. Tí nữa mình sẽ lia flycam một vòng của cái khu này cho các bạn thấy nha. Ở trong này toàn là biệt thự với lại chung cư cao cấp không. Đây, nó đối diện ra con sông Sài Gòn này. Rồi, cái vị trí để đi được tới đây thì các bạn đi theo hướng từ quận 1 nha. Các bạn đi qua cái hầm Thủ Thiêm, đi qua cái khu Sa La. Các bạn nhìn bên tay trái là có một cái con đường dẫn lên cái cầu Thời Đại á. Thì đi qua cái đường này thì chúng ta sẽ đi ngang cái đảo Kim Cương. Và đi qua cái đảo Kim Cương là tới cái khu biệt thự Sài Gòn Mystery Village đó, và nó liền kề cái khu Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức. Thì ngay bên cạnh cái khu Sài Gòn Mystery Village thì nó khu đất nền của Huy Hoàng. Thì những cái khu đất ở đây giá nó đã tầm cái mặt sông này các bạn này thì giá nó cũng phải tầm khoảng 300 triệu đến mấy mét vuông, còn những cái trục đường chính này cũng phải tầm khoảng 200 tới 250 triệu rồi. Còn những cái khu ở trong ô trong này các bạn này, nội bộ này thì nó phải tầm khoảng gần 200 triệu rồi. Đó. Bên này giá đất rất là ghê. Thì nó nằm ngay cái vị trí quá đẹp, cộng thêm cái khu dân cư cao cấp nữa, ngay Ủy ban Nhân dân thành phố nữa, cho nên là cái nó cũng có rất là nhiều cái chung cư cao cấp. Đó, điển hình là cái chung cư Veranda ở trước mặt mình này, hoặc là cái chung cư The Vista Verde. Đây là những cái chủ đầu tư đến từ Singapore hết. Hiện tại theo như mình thấy thì trong này đã xây hơn 50% rồi các bạn ơi. Giá đất ở trong này hiện tại đang từ khoảng 150 cho tới 200 triệu trên 1 mét vuông. Và điển hình những cái lô góc, những cái lô mặt tiền lớn này hay là ở những cái mặt sông thì nó có thể lên tới 250 cho tới 300 triệu lận. Ở cái mặt sau tiếp sát với cái khu dân cư Thế Kỷ 21 với lại cái mặt tiếp giáp với khu dân cư Huy Hoàng á, thì mình thấy xây nhiều. Còn cái khu tiếp giáp với sông Sài Gòn thì mình thấy nó chưa xây nhiều lắm. Đây này các bạn này, đây là Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức này. Trong khu này đường xá quy hoạch rất là bài bản và đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.